Hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái môn Photoshop một cách rất là chi tiết. Thì chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ Photoshop này, nó để chúng ta có thể thực hiện những cái công việc như là chỉnh sửa ảnh. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với thanh công cụ ha. Thanh công cụ thì chúng ta sẽ làm quen với chi tiết từng loại thanh công cụ, từng loại thông công cụ. Thì trường hợp nếu các bạn mở một cái file Photoshop, một cái phần mềm Photoshop xa rồi mà, thì các bạn sẽ mở một cái file mới ha. Thì nếu trường hợp các bạn không thấy cái thanh công cụ này ha, thì các bạn sẽ mở nó bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ vào Windows. Ở đây nó có cái phần là Tools, thì các bạn cấm vào thì nó sẽ hiện ra. Rồi trường hợp như các bạn mà có cái thanh công cụ nó dài như vậy, thì ở những cái chế độ màn hình nhỏ thì chúng ta sẽ không có thấy. Thì chúng ta sẽ click vào cái mũi tên này, thì chúng ta sẽ thấy được cái công cụ nó chia làm nó hai cột. Thì các bạn thấy nó sẽ ngắn lại, và như vậy nó sẽ rất là tiện dụng. Ở cái thanh công cụ này thì các bạn sẽ thấy rất là rõ cái những cái công cụ như là Move Tool, Add Point Tool. Thì cái công cụ Move Tool này dùng để chúng ta di chuyển những cái đối tượng đồ họa. Còn cái Add Point Tool này nó giúp cho chúng ta tạo ra những cái trang, nhiều trang khác nhau để chúng ta thiết kế ở trong cái thằng Photoshop 2009 này. Thì các bạn thấy được, khi chúng ta là những người mà bắt đầu xài Photoshop thì hãng Adobe cũng có đưa cho chúng ta những cái đoạn hình ảnh giới thiệu sơ để chúng ta thấy được. Như cái Move Tool các bạn thấy được thì chức năng của nó là nó rê chụp, rê những cái đối tượng đồ họa, nó có thể di chuyển những cái đối tượng đồ họa được. Còn những chức năng như là Rectangle thì các bạn sẽ thấy được nó sẽ xuất hiện một trong tầm cái video để nó giới thiệu sơ. Thì cái Rectangle này là nó giúp cho chúng ta có được cái vùng vùng chọn, nghĩa là chúng ta muốn chọn cái vùng hình ảnh nào đó để chúng ta xử lý, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này. Rồi cái công cụ tiếp theo là cái công cụ thì chúng ta sẽ có những cái công cụ như Lasso Tool. Thì cái công cụ này dùng để chúng ta có thể cắt hình. Chúng ta sẽ tạo ra những cái vùng chọn quanh những cái đối tượng mà chúng ta muốn tách ra, tách biệt ra. Thì chúng ta sẽ sử dụng những công cụ này. Rồi công cụ Mask Quantum, Magic Quantum. Các bạn sẽ thấy khi mà mình rê vào một cái đối tượng đó thì nó sẽ cho ra những cái hình ảnh. Rồi chúng ta sẽ có công cụ crop tool, là cái công cụ chúng ta sẽ crop ảnh lại theo cái phạm vi hình ảnh mà chúng ta muốn. Như có hình ảnh lớn thì chúng ta sẽ crop nhỏ lại cái phạm vi hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Rồi còn cái đây là cái frame tool. Frame tool thì giúp cho chúng ta tạo ra một cái khung frame, là khung thì đưa cho giúp cho chúng ta đưa những cái hình ảnh vào đúng cái khung, cái kích cỡ khung mà chúng ta mong muốn. Các bạn thấy người ta tạo ra một cái frame, sau đó chúng ta bỏ một cái hình vào. Công cụ tiếp theo là công cụ pick eyedropper tool, hay còn gọi là pick big color. Thì cái công cụ này nó giúp cho chúng ta lấy được, copy được những cái thông số màu sắc từ những cái hình ảnh có sẵn đó. Như các bạn thấy là khi chúng ta rê bút vào những cái đối tượng thì nó sẽ lấy những cái màu. Công cụ công thuộc Content Aware Module thì là công cụ này sẽ tìm hiểu sau, nó sẽ làm cho chúng ta chỉnh sửa cho chúng ta những cái bức hình mà một cách kỳ diệu ha. Công cụ Brush Tool là cái công cụ mà
sẽ giúp cho chúng ta sau này rất là nhiều vấn đề vẽ, chúng ta có thể tô màu hay là những cái hiệu ứng. Rồi công cụ Cron Stamp Tool là công cụ giúp cho chúng ta có thể là xóa những cái điểm khuyết điểm trên một cái bức ảnh ha, mà làm cho bức ảnh rất là đẹp. Rồi công cụ History Brush Tool là cái công cụ mà chúng ta sẽ dùng cho những cái vấn đề mà sau này chúng ta làm những cái phục chế ảnh ha. Còn đây là công cụ Eraser Tool là giống như cái cục tẩy vậy, thì các bạn có thể tẩy những cái hình, tẩy những cái vùng mà các bạn muốn xóa, những cái vùng mà các bạn không thích thì các bạn xóa đi. Ở đây có cái công cụ là Paint Pocket Tool thì nó giúp cho chúng ta có thể tô màu lên những cái vùng mà chúng ta muốn. Công cụ tiếp theo là công cụ Blur Tool, là cái công cụ mà chúng ta có thể làm mờ những cái vùng ảnh mà chúng ta muốn. Blur là chúng ta làm mờ đi. Rồi công cụ Dodge Tool thì như các bạn thấy là nó sẽ tăng cái vùng sáng, giúp cho cái khu vực hình ảnh của chúng ta nó để sáng sáng hơn. Rồi cái công cụ Cover Tool Pen Tool này thì là nó nằm trong cái khối công cụ là Pen Tool. Thì đây là cái công cụ mà sau này các bạn sẽ sử dụng rất nhiều, nó dùng để cho chúng ta vẽ hoặc là ngay cả chúng ta tách màu. Chúng ta sẽ tách những cái hình ảnh này, như bạn thấy đây là cái cách mà vẽ những cái đường cong, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ Pen Tool, và nó còn có chức năng là chúng ta sẽ cắt những cái hình ảnh, tách này những hình ảnh bằng những công cụ Pen Tool này. Công cụ mà quan trọng nhất ở trong các phần mềm của họ chính là công cụ về typography, liên quan tới những cái văn bản, thì chúng ta sẽ có cái công cụ là Tool. Thì ở công cụ Tool này nó có cái công cụ cơ bản là Horizontal Tool, là cái công cụ viết chữ hàng ngang. Ở đây chúng ta sẽ còn có những cái công cụ viết chữ hàng dọc nữa, như là Vertical Type Tool, rồi Vertical Type Mask Tool, là những cái công cụ tạo những cái chữ hàng ngang và hàng dọc. Rồi chúng ta sẽ có cái công cụ là Direct Select Tool, là cái công cụ này trong quá trình chúng ta xử lý ảnh, xử lý vẽ những cái đường cong mà chúng ta có những cái điểm nail để tạo những đường cong, thì để mà chúng ta có điều chỉnh những cái điểm nail chi tiết. Đó, như các bạn thấy trên hình ảnh thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Direct Select Tool này. Cái công cụ tiếp theo là công cụ Round Rectangle, nó nằm trong cái nhóm là Rectangle Tool, là cái công cụ mà chúng ta có thể vẽ những cái đối tượng cơ bản như là hình chữ nhật, hình vuông hay là những cái hình tròn đơn giản. Thì các bạn thấy chúng ta có thể vẽ các đối tượng khác nhau ha, và chúng ta sẽ có những cái thuộc tính của nó. Như các bạn sẽ thấy thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong những cái công việc như thiết kế đồ họa cũng như thiết kế website. Rồi đây là cái công cụ Hand Tool, là nó giống như một cái công cụ chúng ta có thể di chuyển cái thiết kế của chúng ta. Rồi cái công cụ có kính lúp này thì chắc các bạn biết rồi, trong quá trình chúng ta xử lý thì chúng ta cần phải phóng to thu nhỏ cái thiết kế hoặc là những cái tấm ảnh chúng ta cần xử lý, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ kính lúp này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái phần ba chấm này, thì chúng ta sẽ có cái phần Edit Toolbar. Ở đây nó cho phép cho chúng ta thay đổi những thứ tự, hoặc là đưa, hoặc là thêm, hoặc là bớt những cái công cụ. Chẳng hạn như trong cái đó khối công cụ này chúng ta làm một cái công việc gì đó, chúng ta có những cái công cụ chúng ta không có dùng, hoặc chúng ta rất ít dùng, chúng ta có thể bỏ bớt ra để cái công cụ này nó không nhiều, nó không có, nó dài không nhiều, mà chúng ta sẽ chỉ đưa vào những cái công cụ mà chúng ta thường hay dùng nhất. Chúng ta sẽ sử dụng cái này. Rồi chúng ta sẽ có cái tính chất là foreground color, và chúng ta có background color. Background color là một cái màu này, còn cái foreground color thì là nó là một cái màu sắc mà chúng ta tô lên những cái đối tượng. Những cái đối tượng đó nó nằm trên cái background, thì những cái màu sắc mà tô lên những đối tượng đó thì người ta gọi là foreground
ground color. Còn chúng ta tô những cái màu mà làm này thì chúng ta có cái màu là background color. Rồi chúng ta có edit with mask mode thì sau này chúng ta học cái kỹ thuật là tạo mặt nạ thì chúng ta cũng sẽ có cái nút này. Rồi chúng ta có cái những cái chức năng thay đổi những cái chế độ màn hình như là làm cho cái thiết kế mình nó full màn hình luôn, thì chúng ta sẽ cũng có cái chức năng này ngay ở đây để chúng ta có thể thiết kế cho cái màn hình nó rộng ra nhiều. Rồi có những cái công cụ nó có chừng đó chức năng, thì sau này chúng ta sẽ khám phá chi tiết từng cái công cụ riêng. Thì video đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bạn những cái công cụ ở trong cái thanh công cụ này.